Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, trong những video gần đây của Việt Sử Toàn Thư đã chia sẻ tới quý vị về những khu rừng độc nhất vô nhị tại Việt Nam khiến nhiều người không khỏi tò mò và muốn khám phá. Nếu như rừng U Minh nổi tiếng với loài rắn hổ mây khổng lồ làm dựng tóc gáy những ai yếu bóng vía, hay khu rừng ở Đắk Lắk có chứa vô vàn báu vật cổ xưa quý hiếm khiến bao người bỏ cả tính mạng ráo riết săn đuổi, thì ở quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cũng có một khu rừng ẩn chứa những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Xung quanh khu rừng cấm này, người dân truyền tay nhau nhiều chuyện kể về các vị lão làng đã đột tử sau khi quyết định cho phép chặt cây dù để sử dụng cho công việc xã của làng. Cũng có những người chặt cây rừng và không lâu sau đó đều gặp chuyện chẳng lành. Rốt cuộc, khu rừng cấm ở Nam Ô ẩn chứa những bí mật hãi hùng nào mà lại khiến người dân hoảng sợ không dám lại gần? Có những câu chuyện tâm linh rùng rợn nào gắn liền với khu rừng chết chóc này mà chưa được tiết lộ? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Trước đó, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Việt Sử Toàn Thư để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng tôi. Trên con đường Thiên Lý Bắc Nam khi đổ đèo Hải Vân về phía Nam, người đi đường có thể nhìn thấy một khu rừng nhỏ được bao bọc bởi gành đá nâu óng dưới ánh mặt trời. Nhìn góc này, khu rừng có hình dáng như con phượng hoàng đang giang cánh bay ra biển. Nhìn góc kia thì trông giống như con rùa triệu năm tuổi. Đó là rừng cấm Nam Ô, được giã sử thêu dệt với những câu chuyện đựng màu sắc tâm linh và huyền bí của rừng thiêng và biển cả. Khu rừng độc đáo này không chỉ là nơi trú ẩn cuối cùng của Huyền Chân công chúa trong cuộc đào thoát khỏi Chiêm Thành vào đầu thế kỷ thứ 14, mà còn gắn liền với những câu chuyện nửa hư nửa thực. Người dân nơi đây đồn đại nhiều câu chuyện về những người đã cố ý vào khu rừng cấm chặt cây để xây các công trình nhà cửa, nhưng về sau bị đột tử. Và cũng từng có những nhóm người rủ nhau vào rừng chặt cây và không lâu sau đó đều gặp chuyện chẳng lành. Đây cũng là lý do vì sao trước đây rừng Nam Ô lúc nào cũng xanh tốt, rậm rạp với nhiều cây cổ thụ. Vậy thực hư câu chuyện về khu rừng linh thiêng này như thế nào? Còn những bí mật chấn động nào bên trong khu rừng khiến những người mạo phạm phải trả giá? Để biết được câu trả lời chính xác, trước tiên chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu những huyền sử và dấu tích về làng Nam Ô nhé! Làng chài Nam Ô từ lâu không chỉ được biết đến là nơi có phong cảnh hữu tình, mà tại đây còn chứa đựng rất nhiều câu chuyện huyền sử và những dấu tích từ xa xưa để lại. Ngược dòng thời gian, xưa Nam Ô thuộc Vương quốc Champa. Về sau khoảng đầu thế kỷ thứ 14, khi Chế Mân dâng châu Ô, châu Lý cho Đại Việt vào năm 1306 để cưới công chúa Huyền Trần. Vùng đất này trở thành cửa ô phía nam của Đại Việt nên có tên gọi Nam Ô, và từ đó người Việt bắt đầu di cư đến sinh sống ở vùng này. Ngôi làng vẫn lưu truyền câu chuyện về trận chiến giải cứu Huyền Trân công chúa nhà Trần. Trên đường trở về Đại Việt, đoàn quân của võ tướng Trần Khắc Trung cùng công chúa Huyền Trân có ghé qua làng. Quân Chiêm biết được và đến bao vây. Một viên tùy tướng của Trần Khắc Trung chỉ huy một toán quân liều chết đánh chặn hậu để Trần Khắc Trung dùng thuyền nhẹ đưa công chúa Huyền Trân xa khơi trở về Đại Việt. Khi đoàn thuyền đưa công chúa mở khuất ngoài khơi xa, vị tướng giữ nhiệm vụ đánh chặn hậu anh dũng hy sinh. Về sau, để tưởng nhớ vị tướng, người dân đã tôn phong ông làm tiền hiền của làng. Hàng năm, cứ vào ngày 24 tháng 6 âm lịch, dân làng lại tổ chức giỗ. Những huyền sử hư hư thực thực vẫn được các thế hệ trong làng lưu truyền, càng làm cho sức hấp dẫn của ngôi làng cổ trở nên mãnh liệt với bất kỳ ai đã một lần đặt chân lên mảnh đất này. Ngày nay, đến với Nam Ô, vẫn còn đó những di tích được dân làng đang giữ gìn như giếng nước vuông cổ từ thời Champa, dinh âm hồn, làng cá ông, miếu bà Liễu Hạnh. Làng Nam Ô còn được thiên nhiên ban tặng một bờ biển cát trắng thải dài, được che chở bởi gành đá hình chim hạc vươn ra biển khơi vào khu rú cấm, hay còn gọi là rừng cấm rộng 2 hecta, được dân làng bảo vệ một cách nguyên vẹn và coi đó là một nơi thiêng liêng nhất của cả ngôi làng. Xung quanh khu rừng này còn gắn liền với những giải thoại ly kỳ và bí ẩn khiến nhiều người không khỏi tò mò và muốn khám phá. Nhiều chuyện kể về các vị lão làng đã đột tử sau khi quyết định cho phép chặt cây dù để sử dụng cho việc công của làng xã. Cũng có những người chặt cây rừng sau đó bị cháy nhà, chìm ghe, tai nạn. Vậy thực hư câu chuyện về sự linh thiêng của khu rừng cấm như thế nào? Còn những bí mật gây sốc nào về khu rừng độc nhất vô nhị này mà chưa được tiết lộ? Nam Ô là một ngôi làng cổ có truyền thống lâu đời, nằm ở cửa sông Cu Đê thuộc quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Ở đây có nhiều thứ độc đáo và huyền bí như chính khu rừng cấm bao năm che chở cho làng,
với nhiều câu chuyện lịch sử và kể cả những chuyện nhuốm màu huyền bí, thôi thúc nhiều người tìm đến. Theo giả sử làng Nam Ô, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, khu rừng ở đây được gọi là rừng cấm. Đây là nơi trú ẩn cuối cùng của Huyền Trân công chúa trong cuộc đào thoát khỏi Chiêm Thành vào đầu thế kỷ thứ 14. Huyền Trân công chúa đã lên thuyền lớn để trở về Đại Việt. Tại nơi trú ẩn ấy, người làng Nam Ô dựng lên một ngôi miếu gọi là miếu vọng Huyền Trân. Nay miếu thiêng chỉ còn là phế tích. Khu rừng cấm Nam Ô hay còn gọi là rú cấm nằm ở ven biển bên cạnh những gành đá. Lý giải về tên gọi độc đáo của khu rừng, nhiều người cho rằng vì khu rừng mọc trên một mỏm đá cao nên người xưa cũng gọi là núi. Núi Cù Đề là một tên gọi của khu rừng, được gọi theo tên làng cổ và cũng là lòng sông chảy qua khu vực. Một tên gọi khác là núi Hoa Ổ, theo tên làng ở đây, nhưng sau phải gọi chệch thành Hóa Ổ để tránh phạm vào Hoàng Thái Hậu Nguyễn Thị Hoa, mẹ vua Thiệu Trị. Cũng có những tên được gọi theo dáng hình mà người đời tưởng tượng ra. Nếu với góc nhìn từ trên cao, cụ thể là từ đèo Hải Vân nhìn xuống, khu rừng này giống như một con chim lớn tung cánh trên bãi cát vàng đang nhoài mình ra biển. Vì thế, người đời cũng gọi rừng cấm Nam Ô là Hòn Phụng. Những cụ tiên chỉ trong làng gọi là khu rừng, gành đá này là mũi hạc, bởi theo các cụ, dáng hình của nó giống con hạc đang vụt mò trong sóng biển. Rất nhiều tên gọi được gắn vào khu rừng này như một màn sương huyễn hoặc đầy thú vị như chính những sản vật hay câu chuyện thuộc về vùng đất này. Để vào trong rừng cấm phải đi ven theo bãi cát, qua thuyền thúng, câu lưới của bà con ngư dân. Nơi đây vẫn giữ được vẻ nguyên sinh với màu xanh bất tận. Qua hết dòi cát bỏng dưới ánh nắng mặt trời là đến khu rừng, cảm giác nóng bức, tan biến thay vì bóng cây sầm mát. Dưới chân là những lớp lá mục và những thân cây già cỗi bám chặt rêu xanh. Rừng cấm Nam Ô không có nhiều cây lớn, nhưng ấn tượng với vẻ kỳ bí, thiêng liêng của những thân cây với hình thù lạ, dễ dài bò chằng chịt trên mặt đất. Càng đi sâu vào trong rừng, càng sầm mát. Đường mòn trong rừng quanh co nhiều lối rẽ. Nhưng khi đến phía nam rừng, sẽ thấy hai phế tích rêu xanh phủ kín còn nằm lại dưới những tán cây. Nằm sâu phía trong là miếu bà chúa tiên thần nữ, tương truyền là vị nữ thần bảo hộ dân làng từ thời cái chúa Nguyễn thế kỷ 16-17. Còn phía ngoài là miếu vọng công chúa Huyền Trân được dựng từ vài năm năm trước. Miếu thờ vọng công chúa Huyền Trân gắn với sự tích trận chiến xảy ra cách đây hơn 700 năm và được các nhà sử học xác định như một thời đi mở cõi của ông cha ta. Theo người làng Nam Ô, Huyền Trân công chúa về làm vợ vua Chiêm Thành hơn một năm thì vua chết. Theo tục lệ người Chiêm bấy giờ, vua chết hậu phải đi theo. Nhưng do công chúa đang mang thai nên việc hỏa thiêu được dời lại. Lo sợ Huyền Trân công chúa sẽ phải hỏa thiêu theo chồng bởi tập tục của người Chiêm Thành, vua Trần Anh Tông mới sai nhập nội hành khiển thượng thù Tả Bộc Trần Khắc Trung và an phủ sứ Đặng Vân cùng quân lính vào kinh đô Đồ Bàn của Chiêm Thành, vùng Bình Định ngày nay, cứu công chúa Huyền Trân. Quan quân nhà Trần khi đến Đồ Bàn thì vào viếng vua chế mân và nói với người Chiêm Thành rằng ra bờ biển làm đàn cho Huyền Trân công chúa bái vọng về quê hương, rồi sau đó lên giàn hỏa thiêu cũng chưa muộn. Khi ra đến bờ biển thì đưa Huyền Trân công chúa trốn khỏi Đồ Bàn. Chiêm Thành thấy hoàng hậu của mình bị cướp, cho quân tướng đuổi theo. Nhiều cuộc giao tranh đã xảy ra trên đường. Khi đến vùng Nam Ô, một viên tùy tướng và nhiều binh lính đã ở lại chặn đường quân Chiêm Thành để Huyền Trân công chúa lên thuyền về lại Đại Việt. Tương truyền, khu rừng cấm Nam Ô chính là nơi dừng chân, trú ngụ cuối cùng của Huyền Trân công chúa trước. Giờ đây, dân gian trong vùng vẫn lưu truyền câu chuyện về tấm gương trung liệt của người võ tướng, tấm lòng tri ân ghi nhớ công đức với dân làng của nàng công chúa đất Việt. Điều huyền bí nữa ở khu rừng cấm Nam Ô còn gắn liền với những câu chuyện ly kỳ và bí ẩn. Rừng cấm Nam Ô trước đây là một cấm địa, cấm chặt cây và lấy các lâm sản. Nhiều người còn coi đây là khu rừng linh thiêng, không ai được xâm phạm, gỗ chỉ được lấy để xây dựng đền, chùa, miếu. Không ai biết quy định này có từ khi nào, nhưng từ nhiều đời, quy định đó được tuân thủ nghiêm ngặt, đến tận giờ vẫn vậy. Điều lạ hơn là trải qua nhiều thế kỷ, nhưng tới nay khu rừng vẫn được giữ sạch tốt. Chính vì vậy mà người dân Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng coi đây là rừng cấm, rừng thiêng nên truyền đời ra sức bảo vệ, không dám chặt cây lấy gỗ, củi. Nhà nghiên cứu Đặng Dùng hiện đang sống ở Nam Ô, người biết nhiều chuyện thâm cung bí sử của khu rừng cho biết. Từ thời phong kiến nhà Nguyễn đã có chỉ thị cấm chặt phá khu rừng vì nó nằm sát khu dân cư, che chở cho làng.
Để tăng tính hiệu quả cho chỉ thị cấm, người ta đồn đãi, lồng ghép thêm những câu chuyện mang tính tâm linh như gỗ rừng chỉ để xây dựng đình miếu trong làng. Nhiều chuyện kể về các vị lão làng đã đột tử sau khi quyết định cho phép chặt cây dù để sử dụng cho việc công của làng xã. Cũng có những người chặt cây rừng sau đó bị cháy nhà, chìm ghe, tai nạn. Có lẽ vì những câu chuyện đồn đãi như vậy mà dân làng ra sức bảo vệ rừng, kể cả những lúc thiếu chất đốt mà không ai dám lấy cây chặt củi. Ngoài ra, cũng vì đặc thù địa lý ngay dưới chân đèo, lại bên vịnh nên mỗi mùa gió đông bắc tràn về, nhờ có rừng che chở mà cuộc sống dân làng mới yên ổn. Trải qua nhiều biến thiên và thăng trầm của lịch sử, song cái tên Nam Ô vẫn được giữ nguyên cho đến ngày hôm nay. Nằm ở chân đèo Hải Vân, Nam Ô được coi như cửa ngõ vào thành phố Đà Nẵng, được đánh giá là một nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa độc đáo. Ngoài khu rừng cấm, bãi biển thơ mộng, làng Nam Ô còn nổi tiếng bởi pháo và nước mắm. Trước khi có lệnh cấm đốt pháo, làng Nam Ô là nơi sản xuất pháo nổi tiếng ở miền Trung, giống như làng Bình Đà, Thanh Oai, Hà Nội ở miền Bắc. Pháo Nam Ô có tiếng nổ đanh, lớn. Ông tổ nghề pháo ở làng Nam Ô có tên là Ngô Mai, người gốc Quảng Ngãi. Tương truyền, khi vua Bảo Đại cưới Nam Phương Hoàng hậu, cụ Kiều Mai được triệu ra kinh thành để dựng giàn pháo đốt trong dịp lễ. Giàn pháo ấy nổ vang, gây phấn khích cho vua và quan quân trong triều, ai cũng ngợi khen tài. Vua trọng thưởng cho ông hàng cửu phẩm, vì thế ông còn được gọi là cụ Kiều Mai. Không chỉ được thiên nhiên yêu đãi, vẻ đẹp của Nam Ô toát lên từ chính con người và cuộc sống bình dị nơi đây. Với những ngôi nhà nhỏ rêu cũ nấp sau rặng dừa, những con thuyền thúng, thuyền nan trải dài bên bờ biển. Những ngư dân làng chài với tấm lưng trần và nước da sạm đen bởi nắng gió miền biển. Tất cả những điều trên đã làm nên cái hồn của vùng đất này. Theo người làng Nam Ô, sở dĩ gọi là rừng cấm, bởi theo phong tục thì người dân bị cấm chặt cây, dẫu là một cành củi nhỏ trong khu rừng này. Không ai biết quy định này có từ khi nào, nhưng từ nhiều đời, quy định đó được tuân thủ nghiêm ngặt, đến tận bây giờ đã vậy. Đã có nhiều câu chuyện kể về việc này. Theo lịch sử làng Nam Ô, nhiều vị lão làng đã đột tử sau khi cho phép chặt cây rừng, dù ít hay nhiều. Đã từng có những người, những nhóm vào rừng chặt cây, để rồi không lâu sau đó đều gặp nạn. Việt sử toàn thư, biết sử thêm yêu nước.